Welcome to Hanoi City. Hanoi is the capital, centrally run city in one of two special urban areas of the Socialist Republic of Vietnam. This is the largest city in Vietnam, located as a political center, one of two important economic, cultural, and educational centers in Vietnam. Chào mừng bạn đến với thành phố Hà Nội. Cửa ra bên phải, chú ý an toàn. Chúc bạn có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời tại Hà Nội.